Bà con ơi, có những loại cá, những loại cá mà không nên ăn, bởi vì này á là người ta còn cấm rồi, nhà nước chúng ta còn cấm mà nguy hại, nhưng mà vì nó tham lợi nó vẫn bán được. Đó là những loại cá bà con không nên ăn, tránh ngộ độc cho bản thân, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Đó là cá ngừ vây xanh, cá muối mặn, cá hôn giả, cá rô đại dương. Rồi, thưa bà con thấy không? Mong bà con chú ý bốn loại cá như trên, nó rất độc hại, ăn rồi đi cấp cứu cũng không kịp đó. Lưu ý nha bà con ơi, bà con ơi, có những loại cá mà nhà nước ta bên là cấm, nhưng mà nó vì tham lợi nó vẫn nhập về nó bán, cho nên bà con ta ăn chúng là đi cấp cứu cũng không kịp đó nha bà con. Chứ đó là bốn loại cá ngộ độc cho bản thân, ảnh hưởng xấu, thật xấu đến cho bản thân. Đó là cá ngừ dây xanh, cá muối mặn, cá hôn giả, cá rô đại dương. Mong bà con chú ý không nên ăn bởi nó độc hại và đi cấp cứu cũng không kịp với bà con à. Lưu ý nên ăn nhiều về cá trê, cá trình, lươn, cá thu, cá đen, cá ngừ. Đó bà con ha, cái kia là không nên ăn là cá ngừ vây xanh, còn đây cá ngừ không à. Cá vượt, cá đao, cá ba sa, cá tra. Đó bà con thấy không? Nhiều loại cá mà. Những loại cá này không có độc gì cho sức khỏe của bà con. Bà con cứ ăn bình thường như tất cả các loại cá khác. Mong bà con ta chú ý để vui vẻ mạnh khỏe khi ăn nha bà con. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào, sao chìm.